Rồi kênh Cuộc Sống Quê Miền Tây mến chào tất cả các bạn nha. Hôm nay em trở lại với xe cuốc Sumi nè các bạn. Xe này mới nhập về luôn. Nhập bên Nhật về các bạn nè, chạy bánh nhựa luôn nè, còn bánh nhựa luôn. Đó, xuống phà mà để bánh nhựa luôn nè. Rồi có cái chế cái ti giữ cái xe lại kìa. Cái chăn giữa phà luôn. Con Sumi H260 nè. Nè các bạn thấy cái cần nó cũng độc nha. Cần 3 khúc nè. Đó. Cái cần là ba đen ti nè. Ở nó khúc trên ti rồi cái gào ti nữa. Cần này nào giờ mới thấy nè. Đó, tài xế lúc trước lấy con 07 nè các bạn. Hôm nay anh lái xe này vậy. Xe này mới khai trương 2 ngày nay các bạn, chưa được 2 ngày nữa. Gấp rất lẻ nè các bạn. Ra để cần rồi. À mới chát luôn. Tỷ 2 nha các bạn. Cần các bạn thấy độc không? Xe độc nha bạn. Ồ, hai chế hai ti giữ xe lại luôn kìa. Làm YouTube nó ti trước ti sau vô lại câu xuống phà để giữ xe luôn. Xe mới chát luôn. Quá đẹp. Lộn cộng không? Nó bơi thẳng, nó thẳng cần rồi kìa, các bạn thấy mẫu phà cũng mấy trong nữa. Rồi đang di chuyển các bạn, đang ở phà đi. Để tới đây múc rồi nha các bạn.
Và lắc quá. Pha là hơi lắc ha.